Các bạn có biết khi Liên Xô copy công nghệ của Mỹ, kết quả là gì không? Tàn nát! Đó là điều đương nhiên rồi, khi các bạn đã copy một người khác thì làm sao mà bạn copy mà bằng bản chính được. Bạn đi ra ngoài tiệm, bạn photo xong rồi, có bao giờ mà cái bản photo cầm lên? Trời ơi, sao mà nó rõ hơn cái bản chính vậy nè? Đó là chuyện không thể xảy ra. Chúng ta bây giờ cũng thấy chuyện đó nên xảy ra với Trung Quốc. Bây giờ mày có copy con gì nữa thì mày cũng chỉ là bản copy thôi. Công nghệ mày không thể nào bằng cái thằng mà chế ra được hết trơn rồi đó. Thì các bạn biết không, dĩ nhiên khi nói tới Liên Xô sẽ có nhiều bạn nghĩ nhổm lên. Liên Xô tốt, Liên Xô giúp Việt Nam này nọ loại trai. Ok, chuyện đó là cái chuyện mà tôi không có phủ định. Hồi nhỏ tôi cũng khoái coi Hãy Để Đấy lắm. Và những bộ phim Liên Xô tôi coi từ hồi nhỏ, tôi có cảm xúc với nó rất là nhiều. Đó là lý do vì sao tôi làm những cái clip kiểu như là những vị bác sĩ mà tự mổ được chính mình, trong đó có một bác sĩ Liên Xô. Rồi những cái clip mà nói về những vụ mà ngăn chặn những thảm họa thế giới, trong đó cũng có một người anh hùng Liên Xô. Nói chung ai hay là tôi kể à. Nhưng các bạn có biết không, Liên Xô là một cái nước chứa đựng rất nhiều sự dối trá. Sự dối trá tồi tệ và kinh khủng nhất của nó chính là nó tìm cách bịt kín cái sự kiện Chernobyl, nổ hạt nhân mà toàn thế giới luôn mà nó giấu. Đó là lý do vì sao mà tôi làm cái clip nói về chuyện đó, và cũng là lý do vì sao mà dân Ukraine á là nhất quyết không bao giờ mà sắp xếp lại mà dính vô cái đám Nga là một lần nữa, bởi vì cái tàn tích Liên Xô nó cẩn trọng nằm ở ngay đó. Nói chung là các bạn có thể coi trong phần comment của tôi là biết rất nhiều vấn đề về Liên Xô, trong đó có cái chương trình không gian của Liên Xô. Trời đất quỷ thần ơi, xạo quần dễ sợ luôn. Thì clip hôm nay để giúp cho các bạn hiểu và coi những cái lần mà copy công nghệ của Mỹ mà vô cùng hài hước. Nói theo kiểu hiện tại giờ là rồi copy dữ chưa đó mấy bạn. Trời đất ơi là trời, coi đi rồi sẽ biết ha. Đầu tiên đó là con Landing Vehicle Truck. Đây là một chiếc xe tăng có thể chạy được trên bộ, chạy được trên cát, chạy được dưới biển. Dưới biển là biển thấp thôi. Và ba cái địa hình đó là không có vấn đề gì với nó hết. Nó chạy băng băng luôn, rất là thoải mái. Và đây là một cái sản phẩm xe tăng mà thuộc dạng mà nó quá trời kinh khủng vào thời điểm đó, đặc biệt là trong chiến tranh thế giới thứ hai. Bởi vì các bạn coi phim các bạn cũng thấy toàn là đổ bộ xuống bãi biển không à. Mà đổ bộ xuống bãi biển thì ở phía trên nó bắn quá trời súng luôn. Trời đất ơi, cũng như nướng quân vậy đó. Các bạn coi cái phim mà Saving Ryan, Giải Cứu Bình Nhì Ryan á. Trời ơi, cái cảnh đầu tiên đổ bộ vô bờ biển thôi là như ngã rà, không có ai mà sống nổi hết. Đạn bắn kiểu như vậy phải có nguyên một cái xe tăng nó che, nó vừa chở được lính mà nó đồng thời nó cũng che được lính nữa. Thì cái con Landing Vehicle Truck LVT nó ra đời là mục đích đó. Ban đầu á thì nó chỉ cơ bản là có một cái chiếc xe tăng che vậy thôi, nhưng mà sau đó người ta mới phát hiện ra là nếu mà nó là một cái chiếc xe mà có thể chở đạn, mà có thể chở người, đồng thời nó có thể che được đạn, vậy tại sao mình không trang bị thêm súng cho nó? Và riết cái xe đó hả, những cái phiên bản nâng cấp của nó hả, nó vừa có giáp thiệt là dày, nó chống đạn, mà thậm chí là nó còn có súng, mà súng không phải súng máy bình thường, nó còn có súng phun lửa nữa mấy bạn. Các bạn thử tưởng tượng từ dưới biển chạy lên, một chiếc xe tăng mà nó chạy trên biển như là trên cạn, mà lên cát nó cũng chạy vẫn tốc độ đó, được vẫn chạy lên. Trời đất ơi, để vậy nó thả người xuống nó còn phun lửa vô bạn nữa. Trời đất ơi, sao mà thắng nổi nó. Bởi vậy Liên Xô copy liền, và bản của Liên Xô copy đó là con BTR-60. Cái con này là một cái con tên của nó giống BTS lắm, nhưng mà nó không có liên quan hết trơn bạn. Nó là BTR-60, nó là một phiên bản cũng giống y chang như của Mỹ luôn, cũng là có bọc thép, mà bọc thép mà không phải bọc đơn giản đâu mấy bạn. Trời ơi, bọc mà có thể chống được đạn mà 7.62mm đó mấy bạn, chống đạn dữ luôn á. Thậm chí là cũng có thể chở được người, cũng có thể chạy qua địa hình biển rồi cát rồi đồng bằng, là tốc độ kinh khủng lắm. Nhưng chỉ có một vấn đề thôi, đó là cái con xe tăng này á, nó không có mùi. Có nghĩa là nó giống như là xe thể thao mui trần rồi đó mấy bạn. Như xe thể thao mui trần thì rất cool và rất ngầu, nhưng nếu bạn chạy xe tăng mà mui trần thì chết hết nguyên một đám đang chạy ở trong đó. Tại vì chỉ cần một hành động đơn giản thôi, nó rớt vô trong đó một cái là bùm xong. Giờ bắn bằng đỡ hết những vô lựu đạn rớt vô thì là xong rồi. Mà không phải là dân Liên Xô không có thấy được điều đó. Lính Liên Xô ta, những người trực tiếp người ta ra chiến trường, ta chiến đấu, ta nói trời đất ơi, làm cái mùi làm sao vậy? Không sao đâu, ý chí của chúng ta sẽ chiến thắng tất cả. Nhưng mà ta chửi quá, dữ quá thì nhìn sao. Ok, muốn có mùi thì có mùi, biết làm gì không, phát cho cái tấm vải bạc che lên trên đó mấy bạn. Tấm vải bạc này có tác dụng gì? Đó là che nắng, che mưa, nhưng lựu đạn thì cũng vẫn còn rõ thôi. Thậm chí lúc rớt cũng không biết là nó rớt ở chỗ nào nữa, mà nó che lên rồi vậy sao thấy đường mà bắn. Cho nên cuối cùng xe đó có xài đâu. Nói chung là vậy đó, Liên Xô là vậy đó mấy bạn. Còn bây giờ là con tàu ngầm hạt nhân đầu tiên trên thế giới, Nautilus SSN 571.
Đây là con tàu khi mà Mỹ làm ra vào năm 1954, mặc dù nó đã được bắt đầu đóng tàu từ năm 1949 rồi. Thì khi mà nó ra một cái, nó là một cái chấn động vào thời kỳ bấy giờ, bởi vì các bạn cũng biết, một cái lò phản ứng hạt nhân ở trên cạn thôi nó đã là một cái vấn đề kinh khủng rồi. Cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa có một cái nhà máy điện hạt nhân, là các bạn cũng biết trình độ nó khó khăn kiểu như thế nào. Mặc dù hồi xưa lẽ ra là vào thời điểm hiện tại là chúng ta đã có một cái nhà máy điện hạt nhân rồi, nhưng mà vì nhiều lý do lắm thành ra tôi sẽ không có nói trong clip này. Nhưng mà các bạn coi phim các bạn cũng thấy rồi, ngay cả anh Iron Man trên ngực của ảnh có một cái lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ đó, là nó là một cái thứ mà viễn tưởng vô cùng á. Tại vì để mà làm như vậy không biết là bao nhiêu cái công sức mà bao nhiêu cái chuyện mà thiết kế để ra một cái như vậy. Thành ra từ một cái lò phản ứng hạt nhân ở trên cạn mà để lên trên một cái tàu ngầm á, là một cái thành tựu kinh khủng, một thành tựu mà trong lịch sử. Cho nên không phải dĩ nhiên mà cái con tàu đó được đặt tên là Nautilus đâu. Tại vì Nautilus là một con tàu nổi tiếng trong giả tưởng của ông Jules Verne. Ông này là một tác giả viết truyện khoa học giả tưởng người Pháp. Ổng toàn là viết truyện giả tưởng không à, nhưng mà những cái điều giả tưởng của ổng nó lại thành hiện thực kinh khủng như vậy đó. Thành ra con tàu nó tên là Nautilus. Và con tàu này khi mà nó vừa mới chạy thử thôi, chạy thử trong tháng đầu tiên của nó, trong năm đầu tiên của nó thôi, là các bạn biết không, nó đập một đống kỷ lục thế giới, nó xô ngã luôn. Đầu tiên á là nó chạy từ Connecticut, New London ở bên Mỹ á, tới Puerto Rico, là trong quãng đường 2200 km, là nó lặn suốt không có trồi lên một lần nào hết trơn đó. Đó là một cái thành tích mà gấp 10 lần cái chiếc tàu ngầm trước đó. Tàu ngầm trước đó là không có cái chuyện kiểu như vậy đâu. Lên là phải lên thở, chạy 200 km lên là phải thở rồi đó. Còn này là một phát luôn, lặn là 2200 km luôn. Mà chưa hết, tại vì cái tàu ngầm này á, nó có thể là ở dưới nước trong vòng 4 tháng liền. Cái mà kinh khủng nhất á, là vào thời điểm hiện tại đó, duy nhất chỉ có chiếc tàu Nautilus đó thôi, là nó có thể lặn dưới nước đi tới Bắc Cực luôn. Lặn ở dưới nước á, lúc mà người ta chuẩn bị nổi lên á, thì ở dưới cái lớp băng dày của Bắc Cực á, băng dày quá không có nổi lên được, thành ra hư cái kiến tiềm vọng của cái tàu ngầm nữa mấy bạn. Nhưng mà cũng không sao hết, vẫn quay về sửa được, không có vấn đề gì hết. Thành ra không có gì lạ khi mà nghe nói về cái tàu ngầm này thì Liên Xô quyết định copy. Và kết quả là như thế nào? Liên Xô đã copy thì phải có một cú chạm kiểu chủ nghĩa xã hội của Liên Xô. Tức là cái tên, ngay từ cái tên không thể nào đặt Nautilus được hết trơn đó. Đó là tác phẩm của một cái tên mà tư bản chủ nghĩa mà làm sao đặt được. Đặt là phải có mùi chủ nghĩa xã hội ở đây. Các bạn cũng biết rồi, Liên Xô là có cách mạng tháng 10 rất là nổi tiếng đúng không? Thành ra khi mà đặt tên cái con tàu bắt chước của mình thì Liên Xô quyết định đặt tên nó là November Class, tức là lớp tháng 11. Nghe nó giống như là một cái lớp học dạy lái xe. Lẽ ra nó có thể đặt tên là Red October, tức là tháng 10 đỏ, cách mạng tháng 10 đỏ, nghe nó rất là hùng hồn đúng không? Nhưng không, November Class. Thì cái con tàu này nói cho cùng nó cũng có những cái điểm mạnh, đó là nó cũng có thể ở dưới nước mấy tháng liền. Nó cũng đâu có kém gì so với con tàu Nautilus đâu. Nó cũng là có một cái lò cũng chưa phải là hạt nhân, nhưng mà nó cũng xịn lắm. Và cơ bản nó cũng 1 9 1 10 so với cái con Nautilus. Và nó có một thứ hơn hẳn Nautilus luôn, đó là nó có khả năng dễ nổ, dễ cháy. Đúng vậy, nó rất là dễ nổ, dễ cháy. Nó dễ nổ, dễ cháy kinh khủng luôn. Tại vì cơ bản mấy anh này là mấy anh cắt hết. Các bạn nào mà coi những cái clip mà về sự xạo quần của Liên Xô khi mà làm chương trình mà bay ra ngoài vũ trụ, tôi có làm cái clip đó, các bạn sẽ thấy sự dối trá là cái tồn tại rõ ràng nhất của cái đám Liên Xô. Nó dối trá đủ kiểu hết trơn, nên nó dẫn tới là những người mà đang xài những cái đồ đó đều có vấn đề, và có vấn đề người ta phải chịu hết. Nó vậy đó, các bạn biết không, cái chuyện mà thiết kế cái tàu ngầm mà dễ cháy là mẹ rồi, nhưng cái cách thiết kế cái hệ thống mà để dập cháy của cái tàu ngầm đó nó còn mẹ hơn nữa. Tại vì các bạn cũng biết, bình thường chúng ta mà dập cháy chúng ta dùng gì, chúng ta dùng dòi xịt bọt đúng không? Thì Liên Xô cũng vậy luôn, nhưng mà không cần xịt bọt, chỉ cần xịt khí ra thôi. Thì cái khí gì mà hay nhất mà để dập tắt lửa, đó chính là khí CO2 đúng không? Các bạn cũng thấy mà, CO2 là chắc chắn dập tắt lửa ngon lành rồi. Nhưng CO2 cũng có một cái tác dụng phụ, đó là nó không chỉ dập tắt lửa mà nó dập tắt cuộc đời của tất cả những người mà hít phải khí đó luôn. Và đó là điều nó đã làm. Vào ngày 8 tháng 9 năm 1969, tàu ngầm K3 nó bắt lửa. Sau khi mà nó bắt lửa xong một phát, ngay lập tức cái hệ thống mà dập cháy của cái con tàu ngầm đó nó đi vô hoạt động. Nó quật một cái luôn là hai cái bộ phận của tàu ngầm đó người ta sạch, không có còn ai sống sót, mặc kệ là người ta có ở gần đám cháy hay không, không cần biết. Nó dập cháy là nó xử lý rất là kinh khủng. Sau đó khi mà người ta mở ra để mà coi tìm cách mà sửa chữa thiệt hại, thì đống CO2 trong đó nó chạy ra, nó thêm một đống cái vấn đề nữa. Nhưng chưa hết, vào tới ngày 8 tháng 4 năm 1970, con tàu K8 bây giờ nó lại tiếp tục cháy. Và nó cháy xong là toàn bộ cái hệ thống trong đó nó bật lên, nó dập cháy.
toàn bộ phi hành đoàn không ai sống sót hết, chiếc tàu chìm sạch hết trơn luôn. Nhưng các bạn biết không, chưa hết đâu, ngay K3, K8 rồi, ở giữa đó còn cả 6, K7, K... Đúng vậy, Liên Xô xây 14 cái con tàu ngầm kiểu như vậy, với một cái thiết kế lỗi, với một cái hệ thống lỗi, nhưng mà đã xây cho hơn đám Mỹ mà, phải xây là phải xây vậy đó. Trong khi Mỹ, các bạn để ý đi, cái con Nautilus đó, nó làm năm 1949, nó hoàn thành xong vào năm 1954, mà tới năm 1955 nó mới đưa đi chạy thử, tức là nó phải test đủ thứ hết trơn thì nó mới cho chạy. Hai cái sự khác biệt đó nó dẫn tới sự khác biệt về chất lượng, còn đồng thời cái quan trọng nhất đó chính là cái mạng người, nó quan trọng lắm các bạn ơi. Đó. Còn bây giờ là khẩu Atomic Cannon M65. Đây là một khẩu pháo dùng để bắn đạn hạt nhân của Mỹ. Và nó bắn cái phát đầu tiên cũng là phát duy nhất được bắn ra từ một khẩu pháo ở trên mặt đất. Các bạn phải biết là đạn hạt nhân trước đó đó là chỉ có máy bay ném bom thôi à. Năm 1945 là hai cái trái bom hạt nhân đã ném xuống Hiroshima với Nagasaki ở bên Nhật, thì các bạn cũng biết rồi. Và nước Nhật bây giờ là một nước vô cùng phát triển, bởi vì người ta chịu phát triển, người ta chịu học hỏi. Thành ra người ta không có kêu cái câu là suốt ngày vì chúng ta mới trải qua chiến tranh không lâu. Không có. Người ta ngay vừa chiến tranh xong, vừa 45 xong cái mà năm mấy sắm mấy là nó phát triển như biểu bão rồi, kinh khủng lắm. Quay trở lại cái chuyện khẩu pháo đó, thì người ta nghĩ là chuyện mà ném bom hạt nhân là kinh khủng rồi, thì bây giờ có cách nào mà bắn hạt nhân từ khẩu pháo đâu, vậy nó còn ghê hơn nữa. Thì lúc đó Mỹ mới sản xuất ra cái khẩu là M65 Atomic Cannon. Cái khẩu này á, nó nặng 85 tấn và nó dài 25 mét, nó có khả năng bắn ra một cái khẩu pháo với cái kích cỡ là cái nòng của nó đó là 280 mm. Và vào ngày 25 tháng 5 năm 1953 ở Nevada, nó bắn cái viên đầu tiên. Đó là viên đầu tiên và duy nhất. Nó có sức nổ tương đương với lại 15 kiloton, tức là khoảng 15 kiloton mấy bạn, 15.000 tấn thuốc nổ TNT. Các bạn có thể coi lại cái clip của tôi nói về cái chuyện mà các vũ khí hạt nhân nó nguy hiểm kiểu như thế nào để các bạn có thể hiểu được cái sự tàn phá của nó. Thì nó bắn đi được là 20 dặm, tức là khoảng cỡ, để coi là khoảng là 32 km đó mấy bạn. Đó là một cái mà kinh khủng vào thời điểm bấy giờ. Thành ra Liên Xô thấy là Liên Xô nói phải trên cơ nó, không thể nào mà để cho nó trên cơ mình được. Cho tới năm 1957, đó là khẩu 2B1 OK ra đời. Khẩu 2B1 EK này nói thiệt á, nó nhẹ hơn, nhưng mà về những cái thông số khác nó đều kinh khủng hơn cả cái khẩu mà M65. Tại vì á, cái khẩu 2B1 OK này á, nó nặng chỉ có 55 tấn thôi. Bên kia nặng 85, bên đây nặng 55. Mà khẩu pháo mà nhẹ hơn á, thì là cái điểm rồi đó. Tao xịn hơn mày, nên tao làm được cái này. Nhưng cái nòng của nó bự hơn. Tại cái nòng của cái khẩu M65 á, nó chỉ có là 280 mm thôi. Còn Liên Xô làm là phải bự 420 mm luôn. Má ơi, đạn bắn ra là ha, không có dụ đâu, bắn ra 32 km, không có đâu, bắn một cái là ít nhất cũng phải 50 km cho tao. Mà số nào cũng bự hết. Năm 1957 đem khoe ra là ha, mọi người là hết hồn quán hồn, không nghĩ là có một cái khẩu pháo mà được kinh khủng như vậy. Và nó thực sự là kinh khủng luôn. Tại vì Liên Xô nói, giới chức Liên Xô thời điểm nói, pháo này hả, tụi tao bắn một phát thôi, không cần bắn phát thứ hai, tại vì bắn một phát là chiến thắng rồi. Mọi người hết hồn luôn. Nhưng mà sau đó mới phát hiện ra, nó bắn một phát thôi, không phải, tại vì nó không cần bắn phát thứ hai, tại vì bắn phát nó xong giục mẹ khẩu pháo luôn. Pháo bắn xong là giục mẹ luôn. Tại vì các bạn biết không, đầu tiên á là cái khẩu pháo này nó có một khả năng đặc biệt, đó là nó không có quay trái, không quay phải được. Các bạn cũng biết pháo muốn bắn á, thì các bạn phải điều chỉnh qua điều chỉnh lại, đúng không? Thì cái phần đó M65 nó làm được. Còn cái khẩu pháo mà 2B1 OK nó không có làm được. Nó giống như là người bị liệt vậy đó mấy bạn. Muốn quay á, nó phải quay nguyên cả cái khẩu pháo luôn. Tại cái nòng nó chỉ nằm ngay đó thôi, nó không có quay qua được. Đổi là phải nguyên một cái khẩu pháo, tức là nguyên một cái cục bự tà bá vậy đó. Tức là phải có cái xe để mà làm sao mà quay. Ok, muốn quay là anh lái qua bên phải một chút xíu, lái qua bên phải một chút xíu đi, chứ còn tôi muốn bắn nhưng mục tiêu nó chạy vòng vòng, nó không chịu đứng yên anh ơi, kỳ lắm. Và sau khi nó bắn xong một phát thì chính cái khẩu pháo đó nó lùi về phía sau 5 mét. Các bạn tưởng tượng một cái khẩu pháo mà nó nặng 55 tấn mà bắn một phát xong nó giật lùi về phía sau 5 mét, thì cái xe nào mà chở nó nổi, đúng không? Trời đất ơi là trời. Mà nói cái chuyện cái xe chở nổi là cái xe mà chở nó đi thôi là cũng mệt lắm rồi. Tại vì ok, Mỹ á, nó logistics, nó là làm công nghệ, là nó tính hết ngay từ khi nó đã làm cái súng. Thành ra mặc dù khẩu pháo kia nặng 85 tấn, nhưng nó vẫn di chuyển được khẩu pháo. Còn mấy anh Liên Xô làm cho bự đã, làm cho hơn Mỹ đã, còn di chuyển à, chuyện đó từ từ tính sao. Và các bạn biết, khi mà súng mà bắn một phát mà giật dậy thì cái lực nó rất mạnh. Thành ra bắn một viên xong nát luôn cả cây súng. Cây súng là nát hết, nòng nát, bộ phận bắn nát, cái gì cũng nát hết. Bởi vậy bắn được có một phát à, xong rồi xạo cái bắn. Trời đất ơi, bắn một phát thôi là cái chiến thắng rồi, đâu có cần phải bắn phát thứ hai, đúng không mấy bạn? Xạo, xạo quần, xạo quần.
Các bạn coi cái nguồn của bài này nằm ở trong cái comment mà tôi pin lên đầu, các bạn sẽ thấy còn có cái tàu chiến với còn lại cái vụ máy bay copy nữa, nhưng mà đó là copy của Ý lại copy của Anh, cho nên tôi sẽ không đưa vô trong cái clip hôm nay. Nhưng nói để cho các bạn hiểu là thực ra Liên Xô cũng không cần phải copy, tại vì những cái chiếc mic của nó cũng rất là tốt. Chính những cái chiếc mic mà bên Liên Xô cung cấp cho bộ đội Bắc Việt đã góp phần làm cho cái khả năng mà không chiến của không lực bên Việt Nam, là bên Bắc Việt hồi đó, là chiến thắng được bên Mỹ rất là kinh khủng luôn đó mấy bạn. Tới mức mà chương trình Top Gun là mở ra là mục đích chính là để đối phó với lại quân Bắc Việt đó. Thì phần đó tôi cũng đã có nói trong cái clip mà về không quân Việt Nam số dách luôn. Trong đó có nói về một nhân vật mà nhiều người đang chê cười, đó chính là ông Nguyễn Văn Bảy. Ông Nguyễn Văn Bảy ông giỏi thiệt. Cho nên các bạn nhìn vô những clip của tôi, các bạn sẽ thấy tôi là một con người nhìn vào sự thật. Cái nào hay là tôi khen, cái nào dở là tôi nói, chứ không phải là cái gì tôi cũng khen đám nước ngoài hết. Hễ mà liên quan tới tư bản tôi đều khen, thế tương quan tới chủ nghĩa xã hội tôi đều chê, không có. Cái đó là suy nghĩ của mấy bạn. Thành ra các bạn hãy bấm share, subscribe cái kênh Lịch Sử Không Thiên Vị như vậy, một cái kênh sự thật hay ho như vậy. Và đặc biệt là nhớ donate cho những cái thức ăn tinh thần, những cái mà tôi đem với các bạn không chỉ là những thứ mà các bạn coi các bạn thấy vui không thôi, mà nó còn là một cách suy nghĩ, nhìn vào mọi sự vật một cách khách quan, double check đủ thứ. Bởi vì những cái đó nó rất là thiếu ở trong cái xã hội hiện nay. Nhiều người chỉ chạy theo cái đám đông mà thôi, chạy thấy người ta nói gì là mình nghe theo đó, trong khi thực sự đám đông không phải lúc nào cũng đúng. Và đặc biệt là những đám đông cuồng nộ thì rất là tầm bậy tầm bạ. Tôi đã có làm những cái clip nói về đám đông cuồng nộ rồi. Thành ra những gì các bạn cần làm khi coi những clip của tôi, nhớ bấm share, bấm like clip và bấm subscribe cái kênh này. Đồng thời donate cho những kiến thức ngon lành hay ho này. Bởi vì những thứ bạn đang coi chính là những thứ bạn đang ăn vào đầu óc. Nó sẽ giúp đỡ bạn mở rộng, phát triển lên. Và đặc biệt là bạn có chuyện đi nói với người khác nữa. Chính nhờ tiền của các bạn mà tôi có thể thoải mái làm những cái clip kiểu như vậy, giúp các bạn mở rộng đầu óc. Ok, còn bây giờ thì clip tới đây là hết rồi. Bye bye, hẹn gặp trong những clip khác. See ya.